Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3, sách giáo khoa, kết cấu tri thức của cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là chủ đề 5. Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ. Bài 30, mm. Mm là một đơn vị đo độ dài. Đây là một cái thước học sinh. Đây thầy cũng có một cái thước đây, được. Đây là mới đầu là số 0, 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Đây là chữ cm, nó là cm. Đây từ 0 mới tới thước này, người ta chỉ vẽ thứ 8 thôi, 8 cm. Đây là cm. Vậy mm thì người ta viết tắt là chữ 2 chữ m. Vậy là có khoảng từ đây này, từ đây tới đây được gọi là 1 mm. Cái này nhìn nó hơi nhỏ đây nè. Từ cái vạch dài nè tới vạch ngắn này là từ đây tới đây được gọi là 1 mm. Chúng ta đếm từ đây tới đây là bao nhiêu mm đây? 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mm. Vậy có nghĩa là 1 cm là bằng là 10 mm. Vậy đơn vị mm này nó nhỏ hơn đơn vị cm này là 10 lần. Mm là đơn vị đo độ dài. Mm viết tắt là 2 chữ m, mm. 1 cm là bằng 10 mm. Nãy thầy đếm rồi đấy. Đếm từ đây tới đây là 10 này. 10. 1 m là bằng là 1000 m đơn vị. 1 m là bằng 1000 mm. Cái đơn vị m này nó rất là lớn. Rất là lớn. Nhưng mà đơn vị m này thì nó cũng còn nhỏ hơn đơn vị là km. Mà km thì chúng ta chưa học. Sáng nay thầy viết một vài cái đơn vị mà chúng ta chuẩn bị sắp học, thì đơn vị là mét này, đơn vị là decimet này, centimet này và milimet. Còn mấy đơn vị phía trước nữa nhưng mà thầy không ghi, thầy chỉ ghi mấy đơn vị này thôi. Trong bốn đơn vị này thì đơn vị mét là đơn vị lớn nhất, đơn vị milimet là đơn vị nhỏ nhất. Hai đơn vị đứng liền kề nhau là hơn kém nhau là 10 lần. Từ mét, một mét mà đổi ra là bằng là 1000, 1000 mm. Đây là số 0 này của là mm nè. Số 0 tiếp theo này của là cm nè. Số 0 tiếp theo này là của là dm nè. Và đơn vị này là m. Số 1 là m. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 1. Đây, chúng ta điền vào cái dấu chấm hỏi này. Từ đây tới đây là bao nhiêu mm? Rồi từ đây tới đây là đếm bữa trai mới vừa đếm xong nó là 10 đúng không? Từ đây tới đây là 10 nè. 10 tiếp theo đây 10 nữa là 10 cộng 10 là bằng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ở chỗ này là 20. 20mm là bằng là 2cm. Chỗ này tương tự. Đây là số 3 là 30. 30mm. Chúng ta qua bài số 2. 1cm là bằng là 10. Chúng ta thuộc cái này ha. 1cm là bằng 10mm. Rồi, 1m là bằng bao nhiêu mm? Đây, 1m là bằng 1000. 1000mm. Câu B. 10mm là bằng bao nhiêu cm? Ngược lại, 10cm là bằng là 10mm là bằng là 1cm. 1cm. 1000mm là bằng là 1m. 6cm là bằng bao nhiêu mm? Cứ 1cm là bằng 10. 6 là lấy 6 nhân 10 là bằng là 60. 2 cũng tương tự giống như trên là 20mm. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài tiếp theo là bài số 3. Bạn nào dài hơn? Chào Kiến, tớ có chiều dài là 3cm. Bạn này giới thiệu là bạn này là tự giới thiệu là chiều dài là 3cm. Cho bé sau, tớ có chiều dài là 3mm. Như vậy là một bạn là 3cm, một bạn 3mm. Số 3 giống nhau nhưng mà cái đơn vị này
nó lớn hơn cái đơn vị này tới 15. Như vậy là các bạn va sào này dài hơn. Va sào bạn bên này là bạn va sào dài hơn. Bạn va sào dài hơn. Vì sao? Vì 3 cm lớn hơn là 3 mm. Cái số là giống nhau nhưng mà cái đơn vị này khác nhau. Đơn vị này lớn hơn đơn vị này tới 15. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 1. 250 mm cộng với 100 mm. Thì hai cái đơn vị này giống nhau, thì chúng ta cứ việc cộng cái hai cái số này lại với nhau. Chỗ này nó hơi ngắn. Hơi ngắn thì thầy cố gắng thì viết cho đủ ha. Rồi, chúng ta cộng được là chúng ta sẽ được là 350. Chỗ này hết chỗ thầy ghi ở đây nha. Mm. 25 mm ta cộng 3 là bằng là 28 mm. 11 mm nhân 3 là bằng là 33 mm. 420. Chúng ta 420 chúng ta trừ cho 150 thì chúng ta sẽ được là bằng là 270 mm. 64 ta trừ cho 15 thì chúng ta sẽ được là bằng là 49 mm. 50 ta chia cho 2 là bằng là 25 mm. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. 16 mm. Cái này là vòng đây. Gấp này 5 lần. Là ta lấy 16 ta nhân cho 5 là bằng là 80. Rồi chúng ta qua cái mặt màu xanh. Là 68 nó đi đây. Giảm 4 lần. Là 68 ta chia cho 4 thì chúng ta sẽ được là 17. À, như vậy là 17 cm. Rồi 15 mm. Một tím tím này. Gấp lên 4 lần. Ta lấy 15 ta nhân cho 4 thì chúng ta sẽ được là 60 mm. Rồi cái phần 78. Vòng đây qua đây, giảm đi 3 lần ta chia cho 3. Thì chúng ta sẽ được là 26. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Ốc sen đi từ nhà đến trường, bạn ấy đã đi được là 152 mm. Đây bạn ốc sen đây. Quãng đường còn lại phải đi là 264 mm. Hỏi quãng đường ốc sen đi từ nhà đến trường là dài là bao nhiêu mm. Như vậy là bạn ấy đi được là 152, còn lại là phải đi là 264. Hỏi quãng đường từ nhà đến trường bao nhiêu, ta lấy hai số này chúng ta cộng lại với nhau. Số mm từ nhà đến trường dài là số mm từ nhà đến trường dài là 152 cộng với 260 14 bằng 614. Đơn vị là mm. Đáp số bốn trăm mười sáu mm. Quãng đường này là đi được nè là 152, còn từ đây tới đây là còn lại là 264 nữa. Hỏi là từ đây tới đây là bao nhiêu cộng lại. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số
4. Cao cao tập nhảy mỗi ngày. Ngày đầu tiên cao cao nhảy xa là được là 12 mm. Một tuần sau thì cao cao nhảy xa được gấp 3 lần ngày đầu. Hỏi sau đó cao cao nhảy được là xa được là bao nhiêu mm? Gấp 3 lần ta lấy 12 ta nhân cho 3 à. Số mm cao cao nhảy được là 12, ta nhân cho 3 là bằng là 36 mm. Đáp số 36 mm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.